Xin chào tất cả các bạn, Mr. Cảnh Excel sẽ hướng dẫn các bạn là cách sử dụng chức năng Pivot Table ở trong Excel để tổng hợp dữ liệu nhanh chóng. Ở đây mình có một cái file dữ liệu như thế này. Để sử dụng Pivot Table, đầu tiên chúng ta sẽ để con chuột ở trong cái vùng dữ liệu của chúng ta đấy. Sau đó chúng ta vào Insert này, các bạn chọn Table này, chọn Table xong bấm OK này. Đấy, thì toàn bộ cái bảng dữ liệu của chúng ta nó đã được chọn rồi. Đó, nó sẽ không bao gồm cái dòng tổng cộng ở phía dưới đâu các bạn nhé. Giờ tiếp theo này, chúng ta quan sát này, đây là cái table 1 này. Tức là khi mà chúng ta chọn như vậy á, thì nó sẽ mặc định cái bảng của chúng ta nó là table 1. Chúng ta có thể đổi tên nó thành là data đi. Chúng ta có thể đổi tên nó là data. Đó, hoặc các bạn không đổi cũng không sao cả. Đó, rồi chúng ta chọn insert này. Chọn insert sau chọn pivot table này. Đấy, thì cái vùng dữ liệu chính là cái phần data, cái bảng mà có cái tên là data này. Rồi cái phần phía dưới này là cái đánh dấu vào cái mục là kết quả nó sẽ xuất hiện ở một cái sheet mới, thì chúng ta để mặc định luôn là sang sheet mới luôn. Chúng ta chọn OK này. Đấy, bây giờ chúng ta yêu cầu là cần phải thống kê số lượng và thành tiền theo từng mã hàng các bạn nhé. Thống kê số lượng và thành tiền theo từng mã hàng thì chúng ta sẽ kéo cái mã hàng chúng ta thả trong phần row này. Những cái gì mà chúng ta cần tổng hợp theo nó thì chúng ta sẽ kéo nó thả vào trong cái phần row này các bạn nhé. Còn cái phần giá trị thì chúng ta sẽ kéo nó thả nó sang bên cái phần value này. Chúng ta cần thống kê cái số lượng mà, thì chúng ta sẽ kéo số lượng thả sang bên này và chúng ta kéo cái thành tiền thả xuống dưới này luôn. Đó, thì giả sử như bây giờ chúng ta không có kéo cái số lượng trước mà chúng ta lại vô tình chúng ta kéo thành tiền trước. Ví dụ như này, chúng ta bỏ số lượng đi, bây giờ chúng ta tích lại như này. Thì các bạn quan sát ở bên cái bảng bên này thì cái cột số lượng nó lại nằm ở phía sau cái cột thành tiền, nhìn nó không đẹp, đúng không? Nó không có xuôi. Vậy thì chúng ta làm thế nào? Đơn giản lắm, bây giờ chúng ta sẽ bỏ tích cái cột thành tiền này đi thôi. Bây giờ ta lại tích lại lần nữa là nó tự động nó thay đổi cái vị trí cột của chúng ta, chứ chúng ta không có thể là không thể copy hay chỉnh sửa gì ở bên này được đâu các bạn nhé. Các bạn lưu ý. Rồi, sau khi nó ra kết quả xong rồi, chúng ta kiểm tra xem kết quả nó có đúng hay không. Bây giờ nhé, chúng ta quan sát này, xem là tổng cái số lượng là bao nhiêu này. Tổng là 922 các bạn nhé. Tổng số lượng là 922. Vậy thì ở đây là 922 là đúng rồi. Khi mà chúng ta kiểm tra này đúng rồi nhé, thì chúng ta sẽ làm việc tiếp. Đầu tiên là chúng ta định dạng phân cách hàng nghìn này. Số lượng đúng rồi, bây giờ thành tiền xem có đúng không này. Ở đây là 2972340.000. Đó, chúng ta xem này, 2972340.000. Vậy là đúng rồi các bạn nhé. Đấy, khi nó đúng rồi thì OK. Tiếp theo chúng ta sẽ kẻ bảng cho cái vùng kết quả này. Kẻ bảng, chúng ta quét toàn bộ này, kích chuột phải, chọn format cell này, format cell. Rồi chúng ta chọn vào cái thẻ border này, chúng ta kẻ khung cho nó. Chúng ta chỉ kẻ như này thôi các bạn nhé. Vì bảng nó nhỏ, chúng ta chỉ kẻ như thế thôi, nhìn nó mới thoáng nhé. Còn nếu chúng ta kẻ ô vuông, nhìn nó không có thoáng bảng đâu. Đó. Rồi, chúng ta có thể cho nó rộng ra một chút xíu. Cái dòng tiêu đề chúng ta có thể cho nó rộng ra một tí nữa cũng được. Đó. Đấy. Cho rộng ra hay không tùy mình nhé. Đấy là cái nó rất là bình thường. Ở cái phần này là mã hàng, mình sẽ ghi mã hàng ở đây. Mã hàng này, chỗ này là tổng số lượng đúng không ạ? Tổng số lượng. Bên này là tổng thành tiền. Tổng thành tiền. Đó. Tổng thành tiền. Rồi, rất là nhanh chóng đúng không ạ? Chưa đầy, chắc chỉ một phút chứ mấy đúng không ạ? Một phút thôi là chúng ta đã có được cái bảng kết quả rất là nhanh chóng rồi. Đó. Thì đây là cái trường hợp thứ nhất là chúng ta thống kê dữ liệu ở dạng số các bạn nhé. Rồi, trường hợp thứ hai này, mình có một cái bài thứ hai này. Bài thứ hai bây giờ mình có một cái bảng như này. Người ta yêu cầu là thống kê số lượng người lao động theo từng bộ phận này, thống kê chi phí tiền lương theo từng bộ phận này. Đó. Sau mình sẽ làm cái bài này. Nhưng mà trước khi làm cái bài này, mình sẽ có một cái lưu ý như thế này. Có ba cái lưu ý nhé. Khi chúng ta dùng Pivot Table, các bạn lưu ý này. Lưu ý thứ nhất, tiêu đề cột bảng dữ liệu không được bỏ trống. Chính là những cái tiêu đề này các bạn nhé. Các bạn sẽ không được bỏ trống nó. Nếu các bạn bỏ trống hoặc cái cột nào nó không có dòng, không có cái tiêu đề ấy, là các bạn sẽ không sử dụng được. Nó sẽ báo lỗi các bạn nhé. Thứ hai là tiêu đề cột bảng bảng dữ liệu và không được gộp ô này. Tiêu đề đây các bạn cũng không được gộp ô. Nếu gộp ô nó sẽ không hiểu đâu các bạn nhé. Đấy,
không được gộp ô. Rồi trường hợp số 3 là tên tiêu đề bảng dữ liệu và bảng kết quả phải khác nhau. Đấy, thì bây giờ nhé, cái tiêu đề ở đây và ở bên kia nó phải khác nhau. Tức là khác nhau, các bạn hiểu là như này nhé, chỉ cần khác một ký tự nào đó thôi, kể cả khác một cái dấu cách thôi là khác nhau rồi. Đó, có những cái tình huống mà nó sẽ bắt lỗi chúng ta là cái tiêu đề này nó giống với bên kia, thì mình cứ đưa ra ba cái lưu ý như này để các bạn khi mà các bạn làm thực tế, nếu mà nó gặp lỗi thì các bạn hãy cứ căn cứ vào ba cái tiêu chí lưu ý của mình ấy, để mà các bạn kiểm tra xem là nó thuộc cái lỗi nào. Đó. Rồi tiếp theo nhá. Bây giờ chúng ta cần tổng hợp cái số người lao động và tiền lương theo từng bộ phận nhé. Mình có một cái bảng như thế này. Bây giờ cũng tương tự như thế, mình để con chuột ở trong cái vùng này, sau mình vào insert này, chọn vào table này, là chúng ta chọn ok này. Đó, chọn ok. Rồi tiếp theo mình xóa cái phần này đi. Tiếp theo nhé, chúng ta có thể là đặt tên cho cái đặt tên cho cái vùng dữ liệu này thì đạt, mà không đạt thì thôi. Chúng ta đặt tên, nếu mà chúng ta có thể đặt cái table này, nó mặc định là table 2, tức là cái bảng thứ hai sau cái bảng đầu tiên. Cái này mình cứ để thế, cứ để như vậy đi. Đấy, mình vào insert này. Vào insert, mình chọn pivot table này. Đấy, chọn ok luôn các bạn nhé. Cho kết quả sang một cái sheet mới. Rồi bây giờ chúng ta cần thống kê số lượng người theo từng bộ phận và tiền lương theo từng bộ phận, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ kéo cái bộ phận thả xuống đây này. Đấy, cái tiêu chí cần thống kê là chúng ta cần cầm và kéo nó xuống. Rồi số lượng người, đúng không, chúng ta kéo họ tên thả xuống đây này. Đó, tiền lương, đúng không ạ, kéo tiền lương thả xuống đây rất nhanh chóng. Đó, chỉ cần 3 click chuột thôi là xong rồi. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra xem nó đúng không này. Đấy, chúng ta định dạng phân cách hàng nghìn để cho dễ đọc nhé. Với những con số các bạn phải định dạng phân cách hàng nghìn để cho dễ đọc. Nhớ lưu ý số lượng người là 1051 người. Chúng ta xem có đúng không nhé. Mình sẽ chọn toàn bộ cái cột này. Đó, các bạn quan sát ở phía dưới này, 1051 người, vậy là chính xác rồi. Vậy thì số tiền thì bao nhiêu? Chúng ta xem số tiền nhé. Chúng ta xem số tiền này. Được, tiền đây 6566891372. Đấy, mình cứ kiểm tra xem bên này nhé. 6566891372. Vậy là chính xác rồi các bạn nhé. Vậy là chính xác rồi. Chúng ta tiếp theo là chúng ta kẻ bảng cho cái vùng kết quả này. Đấy, chuột phải, chọn vào Mass Cell. Chúng ta kẻ nó. Ok. Đó. Tiếp theo dòng tiêu đề, chúng ta quét nó và chúng ta kẻ cho cái dòng tiêu đề. Đó. Đấy, như vậy đấy. Rồi chỗ này là bộ phận này, bên này là họ tên này, bên này là số người các bạn nhé, số người đấy. Còn bên này là tổng tiền lương đó, tổng tiền lương. Rồi bên này dưới này là chúng ta ghi là tổng cộng. Đó, rất là nhanh chóng đúng không ạ, nhanh chóng và chính xác đó. Đấy là cái cách để chúng ta sử dụng chức năng pivot table. Rồi tiếp theo nhé, bây giờ giả sử nhé, chúng ta như thế này, ở cái bảng này bây giờ tổng nó là đang là 922 về mặt số lượng, đúng không ạ? Bây giờ giả sử mình thay đổi những con số ở đây thì sao? Giả sử bây giờ mình thay đổi con số 50 là thành số 20 thôi, thì bây giờ nó còn 892 ở chỗ này, nó hàm sâm cho nên nó tự động nó thay đổi. Thì cái bảng kết quả bên này chúng ta kiểm tra xem nhé. Đây nó vẫn đang là 922. Vậy thì nó đã không đúng rồi. Có nghĩa là khi chúng ta thay đổi cái bảng dữ liệu thì ở bên này nó đã không đúng rồi. Vậy thì làm thế nào mà chúng ta cập nhật cái số liệu cho cái bảng kết quả này? Bằng cách các bạn để con chuột vào trong cái vùng này nhé. Cái chuột phải này, chọn Refresh. Đó, các bạn thấy chưa, nó cập nhật cho chúng ta nhanh chóng, kết quả ra ngay lập tức. Đó, đấy là cái cách mà chúng ta cập nhật số liệu cho cái bảng kết quả mà chúng ta đã làm trước đó. Đó, thì mình làm Mr. Cảnh Excel nhé. Mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng chức năng Pivot Table để các bạn thống kê những cái dữ liệu ở dạng số này hoặc dạng chuỗi đều được các bạn nhé. Các bạn hãy thực hành lại nhiều lần để các bạn có thể là dùng nó thành thạo và đáp ứng trong cái công việc của các bạn.
Đó, nếu bạn nào muốn học Excel hoặc học lập trình VBA trong Excel, các bạn có thể inbox với mình Zalo số số điện thoại của mình là 0966 659 558. Mình chuyên dạy cho những người đi làm các bạn nhé, ở doanh nghiệp ấy. Rồi, xin chào các bạn, các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Rồi, xin cảm ơn.